6 âm của năm 2022, kết hợp cả là để cưới cho con và cũng là mở mang cho cái sản xuất kinh doanh. Mẹ con tiến hành tìm đối tác để làm nhà, tiến hành làm vào cái thời điểm vào tháng 6 thì là cũng là mùa mưa, nên là cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì ở khu này là nước, mạch nước nhiều, thế thì các anh bên Viettel cũng nghiên cứu, khảo sát và cũng tư vấn cho gia đình, và cũng quyết định làm vào cái tháng 6 đấy để kịp tiến độ cho kết thúc vào cuối năm. Để giải quyết bài toán hóc búa này, hãy cùng xem công trình Viettel đã lên phương án thiết kế thi công như thế nào để hoàn thiện căn nhà của gia đình anh chị Đào Thị Liên tại thành phố Sơn La. Công trình có tổng diện tích sàn 230m², diện tích xây dựng khoảng 50m², thời gian xây dựng là 6 tháng, với chi phí 1 tỷ 280 triệu đồng. Tọa lạc tại vị trí mặt đường đắc địa, các kiến trúc sư của công trình Viettel đã tập trung làm nổi bật ngoại thất theo phong cách hiện đại. Ban công mỗi tầng đều được thiết kế phù hợp để trồng cây xanh, vừa tạo cảm giác mát mẻ, vừa đem lại giá trị thẩm mỹ cho căn nhà. Phần mái của khu vực kinh doanh trước nhà được tận dụng thành một vườn cây xanh mát, giúp gia đình thư giãn sau những bộn bề cuộc sống. Phía sau khu vực kinh doanh của tầng 1, kiến trúc sư của công trình Viettel đã thiết kế một phòng bếp ấm cúng, được bố trí nội thất sang trọng, thẩm mỹ. Dù nằm phía sau, nhưng phòng bếp luôn thông thoáng nhờ hệ thống cửa sổ và đèn LED hiện đại. Bước lên tầng 2 là không gian phòng khách. Đây không đơn thuần là không gian sinh hoạt chung của gia đình mà còn được xem là bộ mặt của ngôi nhà. Chính vì vậy, không gian phòng khách được gia chủ đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, tạo ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với bất kỳ vị khách nào đến thăm ngôi nhà. Là gia đình của thủ môn Quang Thế Tài, người thường xuyên đạt thành tích cao trong các giải đấu. Vì vậy, phòng khách được thiết kế nhiều tủ trưng bày lưu niệm về bóng đá, kết hợp với nội thất hiện đại, tạo nên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và độc đáo. Phòng khách đón được nhiều ánh sáng bởi không gian cây xanh rộng rãi ngoài ban công. Điều này có tác dụng điều hòa ánh sáng rất tốt, giúp căn nhà luôn luôn đón được gió trời mát mẻ. Với gia chủ, giấc ngủ là đặc biệt quan trọng để lấy lại năng lượng sau mỗi ngày làm việc dài. Chính vì vậy, phòng ngủ của gia đình được thiết kế rộng rãi, kết hợp nhà vệ sinh khép kín cùng với nội thất hiện đại, đem đến sự tiện ích tối đa cho các thành viên trong gia đình. Là một gia đình kinh doanh nên việc thờ tự được gia chủ đầu tư khá kỹ lưỡng. Đây là nơi linh thiêng, trang trọng để thờ cúng ông bà tổ tiên. Nội thất phòng thờ được thiết kế bắt mắt, những chi tiết cầu kỳ, đường nét hoa văn thanh thoát tạo nên vẻ tôn nghiêm trang trọng. Hệ thống cầu thang bộ cũng được thiết kế và thi công để đảm bảo nguyên tắc an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn tạo được nét đẹp riêng qua những bậc thang được lát đá sang trọng. Đặc biệt là với hệ thống cửa sổ lớn và cả căn nhà đều hứng được ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn sáng, thoáng và ngập tràn khí trời. Công trình này thì nó cũng là một cái bài toán khá là khó khăn. Thứ nhất là về thời gian là mùa mưa. Thứ hai là địa chất ở cái khu vực này thì mạch nước ngầm ở dưới này rất mạnh. Thì giải pháp duy nhất làm móng cho công trình nó là móng cọc. Mà móng cọc thì cái điểm bất lợi và khó khăn nhất ở trong công trình này là mình không giao tiếp được bằng cái cửa chính, bằng cái đường to, mà mình phải di chuyển bằng cái đường nhỏ, cái ngõ nhỏ. Quá trình thi công thì đến gần hoàn thành là đến tầng 4 rồi, thì gia chủ có phát sinh thêm một tầng nữa. Thì ban đầu bài toán đưa ra của công trình Viettel Sona là đưa ra một cái móng nó tương đối chắc chắn và thoải mái có thể lên được một tầng. Nên là anh em đốc thúc và cố gắng đẩy nhanh tiến độ để mà vẫn kịp cho cái ngày hỷ sự của gia chủ. Khi làm xong ngôi nhà thì gia đình tôi cảm thấy rất là phấn khởi, tư tưởng thoải mái, vì một cái ngôi nhà mà diện tích không được lớn lắm nhưng mà đảm bảo về ánh sáng, về không khí. Các bạn ấy của Viettel thiết kế cho cái ngôi nhà này tôi cảm thấy rất là ưng ý.
Vậy là công trình Viettel đã giải quyết được bài toán hóc búa, đem đến cho gia chủ một không gian sống tối ưu công năng, tiện ích sử dụng và đảm bảo thẩm mỹ. Với hệ thống 63 chi nhánh trên toàn quốc và là đối tác của nhiều nhà cung cấp vật liệu lớn, công trình Viettel cam kết về chất lượng thi công với giá thành tối ưu nhất. Công trình Viettel xây nhà có tâm, chọn người có tầm.